Quan đến vụ thi thể nữ khô trên ghế sofa ở một căn hộ chung cư, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, căn hộ ở tòa S403 đứng tên nạn nhân, quê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân mua căn hộ này cách đây khoảng 2 năm. Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày 28 tháng 4, căn hộ trên vẫn được đóng kín, trên cánh cửa còn nhiều băng dính màu trắng. Theo một số người dân, hai hôm nay không nhìn thấy bất kỳ người nào mở cửa phòng, còn băng dính màu trắng nằm ở cửa từ rất lâu. Chị N.Y, người sống cùng tầng với nạn nhân, cho biết do không ở cạnh căn hộ nên chỉ nghe người trong tầng, giờ đã chuyển đi nơi khác kể. Năm 2022, căn nhà này có hai người ở, một người đàn ông và một phụ nữ trẻ tuổi, người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2022, những người cạnh bên nghe thấy trong căn hộ có tiếng cãi cọ giữa hai người kèm theo tiếng động như vỡ chén bát. Từ đó trở đi, căn phòng không còn tiếng gì nữa. Còn sự việc chính xác như thế nào, chúng tôi không rõ, chị n y cho hay. Anh Nguyễn Kiên, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người chuyên nghiên cứu hóa chất cho biết, thông thường người chết không được chôn cất mùi rất khó chịu, nhưng nếu sử dụng chế phẩm sinh học như than hoạt tính rắc lên thì mùi nhẹ. Các chế phẩm này được dùng rất nhiều trong ngành môi trường để xử lý rác thải hoặc tiêu hủy xác chết động vật, anh Kiên nói. Hiện công an vẫn đang làm rõ vụ việc này. Liên quan đến vụ thi thể nữ khô trên ghế sofa ở một căn hộ chung cư, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, căn hộ ở tòa S403, đứng tên nạn nhân, quê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân mua căn hộ này cách đây khoảng 2 năm. Sự việc bắt đầu từ tin báo của người nhà bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh đồng nai nghi ngờ người bị mất tích ở hà nội nên đã phối hợp với công an thủ đô tìm kiếm. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với ban quản lý khu đô thị để tìm kiếm nạn nhân. Tổ trưởng dân phố ở hiện trường có kể lại thi thể đã khô nằm trên ghế sofa, sim điện thoại bị tháo ra. Lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy. Còn việc nạn nhân ở cùng với ai hay không thì công an đã tiến hành xác minh. Lãnh đạo phường tây mỗ cho biết. Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày 28 tháng 4, căn hộ trên vẫn được đóng kín, trên cánh cửa còn nhiều băng dính màu trắng. Theo một số người dân, hai hôm nay không nhìn thấy bất kỳ người nào mở cửa phòng, còn băng dính màu trắng nằm ở cửa từ rất lâu. Chị Y, e, người sống cùng tầng của nạn nhân cho biết, không ở cạnh căn hộ nên chỉ nghe người trong tầng, giờ đã chuyển đi nơi khác kể. Năm 2022, căn nhà này có hai người ở, một người đàn ông và một phụ nữ trẻ tuổi. Người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2022, những người cạnh bên nghe thấy bên trong căn hộ có tiếng cãi cọ giữa hai người kèm theo tiếng động như vợ chén bát. Từ đó trở đi, căn phòng không còn tiếng gì nữa. Còn sự việc chính xác như thế nào, chúng tôi không rõ, chỉ nợ y cho hay. Cũng theo một số người dân sống cùng tầng, năm 2022, họ từng nghe thấy mùi thối và báo cho đơn vị quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, mùi thối cũng không nồng nặc và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác. Anh Nguyễn Kiên, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người chuyên nghiên cứu về hóa chất cho biết, thông thường người chết không được chôn cất, mùi rất khó chịu, nhưng nếu sử dụng chế phẩm sinh học như than hoạt tính rắc lên thì mùi nhẹ. Các chế phẩm này được dùng rất nhiều trong ngành môi trường để xử lý rác thải hoặc là tiêu hủy xác chết động vật. Anh Kiên nói, hiện công an vẫn đang làm rõ vụ việc này. Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ khô trên sofa ở một căn hộ chung cư nằm trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường này cho biết, sự việc được ban quản lý tòa nhà phát hiện từ chiều ngày 26 tháng 4. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định thi thể nữ giới chết trên ghế sofa vào khoảng tháng 9 năm 2022. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ cũng thông tin, bố mẹ của người xấu số đã đến nhận con và cho biết con cái họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu gia đình đi tìm con suốt 2 năm nay. Chính quyền địa phương cũng không nhận được thông tin nào về việc gia đình có người mất tích. Người này cũng xác nhận gia đình người xấu số ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhưng không rõ tên tuổi cụ thể và nói thêm, chờ công an điều tra xác minh. Trước đó, trao đổi với PLO, đại diện công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái được phát hiện tại một chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ. Thi thể được xác định là nữ giới, sinh năm 1995, tử vong hơn một năm trong căn hộ chung cư. Thi thể này đã khô lại, vì này nói. Ban quản lý căn hộ chung cư cũng xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, người chết quê ở Đồng Nai nhưng chết bao lâu và nguyên nhân vì sao thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Theo tìm hiểu của phóng viên, trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà S403, căn hộ này mang tên DBMK. Điều đáng chú ý là căn hộ vẫn còn nợ tiền điện, nước từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022. Với số tiền lần lượt là trên 2,9 triệu đồng và 421.322.000 đồng. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện, nước của căn hộ này từ thời điểm trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền. Liên quan đến vụ cô gái tử vong trên sofa trong căn hộ chung cư ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, chiều 28 tháng 4, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ cho hay, người nhà nạn nhân đã tới nhận thi thể để làm thủ tục hậu sự. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ cho hay, thời điểm phát hiện nạn nhân đã khô, phía trong có điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn dẹp. Theo vị lãnh đạo phường, sự việc bắt đầu từ tin báo tìm người của người thân cô gái. Sau đó lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp với Công an Hà Nội để tìm kiếm. Qua giả soát, cảnh sát nghi vấn cô gái có liên quan tới căn hộ trung cư ở quận Nam Từ Liêm. Ngày 26 tháng 4, Lực lượng chức năng đã làm việc với ban quản lý để tìm kiếm phía trong căn hộ thì phát hiện sự việc. Vị này đồng thời cho hay căn hộ trên đã bị tạm dừng cấp điện nước cùng các dịch vụ liên quan từ cuối năm 2022 do không có người thanh toán các chi phí này. Lý giải về nguyên nhân lực lượng an ninh khu trung cư không tìm kiếm ngay thời điểm đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗi cho hay khu trung cư trên có hàng chục nghìn căn hộ. Nhiều căn trong số đó, chủ nhà không ở và cũng không cho thuê. Do vậy, Việc có căn hộ không có người qua lại hoặc chậm đóng tiền dịch vụ là không quá bất thường. Vị này cho hay khi chưa có tin báo tố giác tội phạm hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng, lực lượng bảo vệ hoặc ban quản lý chung cư không được tự ý vào nhà riêng của người dân. Thời điểm phát hiện nạn nhân, vị lãnh đạo phường cho hay, phía trong có điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc quần áo đã được dọn sạch. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các yếu tố liên quan vụ việc trên. Đêm 27 và rạng sáng 28 tháng 4, công an tỉnh Đồng Nai huy động gần 300 cảnh sát đột kích vào 9 cơ sở 3 vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. Cảnh sát test ma túy hơn 600 nhân viên và khách, phát hiện 19 trường hợp dương tính với chất ma túy. Tại cơ sở ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, các cơ sở như ADM Night Cơ có 2 người, Tipside có 2 người, VIP Lou có 7 người, 39 Cosmo có 1 người, Mix có một người, Rosy Lào có hai người và cơ sở B&B ở huyện Long Thành có bốn người dương tính với ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện tất cả các cơ sở này đều vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, hút xì xa, sử dụng bóng cười, vũ công ăn mặc phản cảm. Bước đầu, công an lập biên bản các cơ sở này về vi phạm theo từng lĩnh vực, tạm giữ 165 chai rượu mang nhãn mắc nước ngoài, 21 bình khí N2O, 42 hộp nguyên liệu để pha chế xì xà và hàng trăm bóng cười chưa qua sử dụng. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành xuất hiện một số quán bar, vũ trường tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm hơn, nhiều tụ điểm còn là nơi mà hàng đêm các thanh thiếu niên tìm đến để sử dụng ma túy, bóng cười, hút xì xà, hủy hoại hệ thần kinh trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nhằm phòng ngừa phát hiện các cơ sở kinh doanh hoạt động có dấu hiệu biến tướng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật